Thế hôm nay bán được mấy bất động sản rồi? Em bán được 2. À, thế cả công ty là bán, bên anh Thanh được mấy nhỉ? Tất cả. Ờ, tất cả 2. 2 là 4 giao dịch, còn ai nữa không? Anh vừa thấy chuyển, có ai chuyển 4 lít này là ai đấy? Chuyển 4 lít, à, đấy. Thì là ngày nay là cũng khá nhiều giao dịch. Thì khách hàng của em hôm nay có gì đặc biệt không? Hôm nay em có 2 khách. Một khách thì bạn trợ lý đưa lên dự án, thì đưa lên trên đường đi về, thế là cọc. Trên đường đi về là cọc. Nhưng mà lúc ở dự án là tập trung xem. Đó, tập trung xem thì lên trên đường về, bắt đầu lúc đấy rảnh thì mới bỏ ra chuyển khoản được. Thì là hôm nay đặt cọc. Và một khách hôm nay lên công ty thì một câu chuyện rất truyền cảm hứng. Hôm nay sếp cũng có ngồi đó. Khách đấy là anh rất ấn tượng và anh rất yêu quý đấy. Thì hôm nay mình, anh em mình sẽ cùng kể cho khán giả xem về một cái câu chuyện truyền cảm hứng, và nó sẽ là một cái biết đâu lại giúp cho nhiều bạn trẻ vượt khó. Có nghĩa là anh này là hôm nay anh ấy kể là anh ấy bỏ học từ năm lớp 9. Quê ở Nam Định, bỏ học từ năm lớp 9, và cái thời gian khi mà lên Hà Nội là bươn trải đi đánh giày. Đi đánh giày cho những người mà các bạn hay ngồi cà phê trà đá thì anh ấy hay đánh giày ấy. Đấy. Sau đó thì lấy vợ và thì vẫn ăn chơi, vẫn gọi là có một tí chơi bời các thứ ấy. Xong rồi khi mà vợ mắng nhiều quá, thế là ngoan, không chơi bời nữa. Và đến nói chung là câu chuyện rất dài, nhưng mà thôi, tổng kết lại là ai cũng muốn nghe cái kết. Cái kết của anh ấy thì bây giờ là vừa đầu tư một cái sản phẩm bên mình đâu đó khoảng hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ mà đấy. Bây giờ là đang làm ở bên Lý Thường Kiệt anh nhỉ? Bên mua một cái bất động sản ở dự án Yên Thủy của Điền Bay. Tức là mình thì mình rất quý cái vợ chồng bạn này, chồng bằng tuổi mình, vợ bạn ấy cũng bằng tuổi vợ mình. Thì là hôm qua thì bạn ấy có nhắn tin cho mình, xong rồi là thấy không thấy mình trả lời thì nhắn tin cho Nam. Thì hôm nay Nam mời công ty thì mình thấy gọi là người quen, nên mình ra mình tiếp cùng. Thì mình nghe một cái câu chuyện mình rất là thấy là truyền cảm hứng được, đó là một người đánh giày. Hàng ngày họ vẫn cần mẫn, họ đánh từng đôi giày một, mà họ tích cóp được cái số tiền đôi tỷ để họ đi mua bất động sản. Đấy, thì đấy là một cái sự cố gắng, vì 5 giờ, 5 rưỡi hàng ngày bạn ấy phải dậy. Bây giờ vẫn là như thế nhá. Đó thì cái câu chuyện mình đúc rút ra đây là gì ạ? Chăm chỉ. Phải chăm chỉ, thật sự phải chăm chỉ. Và hôm nay anh ấy kể thì ngày xưa anh ấy đánh chỉ có 20.000 thôi. Bây giờ đánh hình như lên 50-60.000, hoặc là đôi cao cấp thì 100.000. 100.000, nó đánh giày hàng hiệu đấy. Đánh giày hàng hiệu nhá. Hôm nay anh ấy kể có một cái đôi giày mà anh ấy đánh xong phát anh phải về cất ngay. Đó chính là một cái đôi giày Hermès đúng không anh? 500 triệu. Có nghĩa là khi mà đi đánh là vẫn còn cái mác ở đấy. Thế là anh ấy sợ quá, anh ấy phải về đi cất. Còn đâu những cái đôi giày mà khoảng 50, 70 triệu hay 100 triệu ấy, thì anh ấy đánh hàng ngày luôn. Và có những khách hàng mà đến đánh một lần là mang khoảng 70-80 đôi. Đúng rồi. Mình không hiểu sao mà người ta lại đánh nhiều đến cái mức như vậy. Và cái người giàu ở Việt Nam ấy, cái tủ giày của họ có thể có nhiều tỷ đồng. Vâng. Rất là đắt. Đấy. Thì qua một cái câu chuyện này, chúng ta chỉ cần đúc rút ra là đánh giày chúng ta vẫn có thể mua được bất động sản nếu chúng ta chịu khó. Và hàng ngày chúng ta cần mẫn, chúng ta làm, chúng ta tích cóp thì chúng ta sẽ có tài sản. Đấy, và mỗi khách hàng của Chu Tục Len là một câu chuyện rất là tuyệt vời, vì người ta đã theo dõi anh em mình rất là lâu, theo dõi rất lâu rồi, và người ta mong ước là bao giờ có điều kiện thì sẽ trở thành khách hàng của bên mình. Và anh em mình cũng thế, dành tất cả những cái tình yêu thương, cái gì có thể hỗ trợ được khách hàng để mình hỗ trợ khách hàng và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm thật sự là tốt nhất. Đó. Và cũng tiện thể đây lại quảng cáo bán hàng. Tiện thể đây thì cái anh khách hàng này thì cũng đầu tư một cái sản phẩm ở bên Yên Thủy nhà mình. Thì cái sản phẩm này thì cái tầm giá nó khoảng 1.6 đến 2 tỷ. Về cái sản phẩm này thì em chia sẻ một chút xíu. Em hay tư vấn cho khách hàng hôm nay thế thôi. Nếu mà muốn đầu tư X3, X5, X7 ấy, thì cái sản phẩm này nó sẽ cần thời gian. Nhưng mà để mà cái mức tăng trưởng ổn định và bền vững khoảng độ tầm 15-30% một năm thì cái sản phẩm này rất phù hợp. Đúng rồi. Bởi vì là cái khu đô thị của cả một huyện nằm ở cạnh Ủy ban Nhân dân cũng như là cạnh bệnh viện, mà hạ tầng thì chắc là đẹp nhất nhì Hòa Bình. Đấy. Nói chung là anh em làm ở Hòa Bình thì sẽ biết. Nếu mà so sánh dự án là biết ngay mà. Đấy. Và nếu mà các bạn mà muốn sở hữu bất động sản giống như cái anh khách hàng vừa có câu chuyện truyền cảm hứng như thế, thì liên hệ cho Nam hoặc là đội ngũ của Trung Thực Land để chúng ta cùng cất sổ hồng vào trong két nhá. Liên hệ em được nhá. Ok. Và hôm nay là toàn bộ anh em lãnh đạo Trung Thực Land đang đi ăn, bao gồm cả những người sáng lập từ những ngày đầu đến anh em lãnh đạo bây giờ mọi người ạ. Đấy, mong là mọi người luôn luôn ủng hộ và yêu thương anh em chúng mình. Em mời anh ạ, thịt bò ạ. Em mời anh em.